在爱遇上真心，喜结美丽缘分，花苞并蒂，天公设计，认真心会合衬。 古语为美妙风筝，都结聚千世恩。一对情侣，一生作伴侣，有恩先会合衬。快乐两分，有困难也两分分，美梦见真，两个人便一家亲，是同命了，像连理算。 两个相互相牵引，一个是好求君子，系君子；一个是精彩女人，精彩女人。天穿合了，好一对绝配，你鸳鸯更合衬。天穿合了，好一对绝配，你鸳鸯更合衬。 夫妻之真，一生两份。领头山，哎，叫大爷。领头山，都叫你啊！领头山，都叫你啊！崩堂之渊，崩下之暗。 领河温，中一梦。 Nhìn thấy mình đứng trên băng nói chuyện với người đứng dưới băng cũng có nghĩa là linh hồn huynh sẽ hòa hợp âm dương tương đồng, tức là chỉ sự cưới gả của nam nữ, cho nên linh hồn huynh sẽ trở thành ông mai mai mối chuyện hôn nhân giữa nam nữ. Định hồ sách tôi bây giờ đã hơn 70 rồi, chưa bao giờ làm mai cho bất cứ ai. Làm gì có chuyện bây giờ làm mai mối cho người ta. Là Định hồ lão nhân, quả thật ông đã đến chỗ của đại sư giải mộng. Đại sư giải mộng là bổn quan đang định thay Khuyển Nhi cầu hôn thiên kim của Trương Nhi ngoại. Định hồ lão nhân đức cao vọng trọng, có thể làm mai cho Khuyển Nhi được không? Căn cứ theo sách tấn ghi lại, Định hồ sách chính vì giấc mơ nói chuyện với người dưới băng mà bắt đầu làm mai cho người ta. Cho nên từ đó, người mai được tôn là băng nhân. Cũng nhờ vậy danh tiếng của Lệnh Hồ Sách nổi tiếng khắp nơi, đời đời làm mai, kết hợp không ít những mối lương duyên đẹp cho các nam nữ trong thiên hạ. Vào thời Đại Đường, người mai mối được gọi vào cung để sắc phong quan mai, nên nhiều đời nhà họ Lệnh Hồ trở thành quan mai. Lão già, chắc chắn lần này phu nhân sẽ sinh con trai đó. Đúng vậy, ta đặt sẵn tên rồi, Thư Hùng chữ Hùng, Lệnh Hồ Hùng. Sanh được rồi, sanh được rồi. Là trai hay gái? Là con gái đó lão già. Lão gia ông yên tâm đi, lần này chắc chắn là con trai mà. Đúng vậy, tên cũng đặt sẵn rồi, chữ càng của càng khôn, Lệnh Hồ càng. Là trai hay gái vậy? Lão gia là con gái đó. Lão gia ông yên tâm đi, lần này nhất định là con trai. Hy vọng là vậy, tên nó cũng đặt sẵn rồi, chữ dương của âm dương, Lệnh Hồ Dương. Sao rồi? Lão gia lại là con gái. Yên tâm đi lão gia, liệt tổ liệt tông của nhà họ Lệnh Hồ phò hộ, ông cưới dân làm nhị nương, chắc chắn người ấy sẽ sinh con trai cho ông. Con trai sao hả má chơi? Chúc mừng lão gia, nhị nương đã sinh một đứa con trai. Thật sao? Con trai? Trời ơi, nhà Lệnh Hồ chúng ta cuối cùng có người nói giỏi rồi. Nè, đốt, đốt pháo đi. Cha rất vui mừng đặt tên cho con là Lệnh Hồ Hỷ. Con phải gánh vác trên vai trọng trách của nhà Lệnh Hồ, đời đời làm quan mai. Lão gia, lão gia, lão gia, nhị muội tâm muội cùng đến hồ tắm đi. Được đó, được đó, được đó. Hỷ à, con phải nhớ kỹ, không được để cho anh nhìn thấy con tắm. Bây giờ con đã lớn rồi, lại là đứa con trai duy nhất của nhà họ Lệnh Hồ. Lỡ như cái gì sơ suất, cơ nghiệp trăm năm của nhà Lệnh Hồ sẽ bị hủy tại đây. Sự việc quan trọng, ngoại trừ đại nương và má Châu ra, bí mật này tuyệt đối không được để cho bất cứ ai biết. Mẹ của con thẳng thắn mau lẹ, không giữ được bí mật. Cho nên mẹ lấy lý do bát tự của con hợp với mẹ, bắt đầu kể từ ngày con chào đời,
mẹ đã đem con qua đây nuôi. Ngay cả mẹ ruột con cũng không biết con là con gái. Con biết rồi, con Lệnh Hồ Hỷ là đứa con trai duy nhất của nhà Lệnh Hồ. Con phải gánh trên vai trọng trách của nhà Lệnh Hồ, đời đời làm quan mai, hoàn thành di ngôn của cha, là một băng nhân tốt. Lão phu chào Lệnh Hồ công tử. Chào Lệnh Hồ công tử. Chào Lệnh Hồ công tử. Mời. Công tử mời. Mời. Hôm nay lão phu mời công tử đến đây là muốn nhờ công tử nói một câu công bằng. Hôm nay là ngày tốt, Hà Gia mấy người cưới dâu. Tại sao không bái đường mà la lối ôm sòm vậy? Lệnh Hồ công tử à, ngài là thủ lĩnh của quan mai, tất cả các quan mai tư mai đều phải cung kính trước ngài. Chu mổ cũng rất muốn Lệnh Hồ công tử dành lại sự công bằng cho tôi. Ngày đó tôi làm mai cho hai nhà Hà Phục và đã sắp xếp cho đôi bên gặp mặt từ xa rồi. Tại Hà lão gia nói hài lòng, tôi mới bắt đầu làm mai thôi. Ta hài lòng. Hôm đó nhìn thấy nó ngồi bên kia không nói tiếng nào, hỏi ông tại sao, ông nói nó trầm mặc ít nói. Tiểu thư khuê các, nó bị câm mà. Hả? Tân nương bị câm à? Phải đó Lệnh Hồ công tử à, ngài biết đó, nhà họ Hà chúng tôi á, nhiều đời làm nghề bán đấu giá đồ cổ, sao có thể cưới người vợ câm gì làm dâu, trời ơi không có được đâu. Mọi người lắng nghe cho kỹ, tân nương đâu có bị câm đâu. À, đó, biết lên tiếng đó mà, tức là đâu có bị cấm. Người làm mai như chúng tôi nạp thể, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, nghênh thân, làm đủ tục lễ, xính thư, lễ thư, nghênh thư, có đủ tam thư. Và tôi cũng từng trình lên quan nha nghiệm chứng, có dấu ấn của quan nha làm chứng. Tôi làm đủ tam thư lục lễ, ông muốn từ hôn cũng được hay làm gì cũng được. Tóm lại phải cho tôi phong lì xì mai mối, tôi mặc kệ mấy người có bái đường hay không. À, là sao ngày nhéo tôi vậy? Hà lão cha, ông Mai Chu nói không dám nhận phong lì xì mai mối của mấy người đó. Tôi có nói vậy hồi nào đâu. Lúc nãy tiếng á của ông đã trả lời rồi. Á mà là nói chuyện hả? Ông cũng biết nói rồi, á mà là nói chuyện sao? Lúc nãy tiếng á của tân nương cũng không thể cho là cổ biết nói chuyện. Cũng có nghĩa là cổ là một người câm không thể nói chuyện. Chúng ta làm băng nhân, kết hợp nam nữ thành thân, vợ chồng là ăn đời ở kiếp. Cho nên quan mai cũng được, tư mai cũng được, trước tiên phải thật thà, chuyện gì cũng phải thành thật nói rõ, không thể có chuyện che giấu lường gạt. Chính hạng tư mai ham lợi ham nghĩa như ông làm nhơ danh băng nhân chúng ta. Người đâu? Dạ. Ông phạm tội lường gạt, vậy ông tới quan phủ tra xử. Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử, đợi cho tôi cơ hội đi. Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử ơi, Lệnh Hồ công tử. Bây giờ luôn cả ông Mai cũng đi luôn, tức là lấy nhau bậy bạ rồi. Lấy nhau bậy bạ thì càng phải từ hôn thôi. Từ hôn, hôn gì, chứ? Gì chứ? Từ hôn thật đơn giản nha, không cần phải lo lắng như vậy ha. Chẳng qua chi phí của đàn trai chúng tôi do đàn gái mấy người bồi thường. Nè, đàn trai chúng tôi đã cho mấy người tiền hồng 100 lượng nè, tiền mừng 200 lượng, đãi 18 bàn tiệc, mỗi bàn 8 lượng 2 tiền 6. Còn nữa, tổng cộng là 10 tỉnh qua đi. À, đừng đọc nhanh quá gây không kịp. Trời ơi, bực mình quá, có phải đọc lại một lần nữa mới ghi kịp hay không? Thiệt tình. Trời ơi, ở đây có phải là 2 lượng 2 tiền 3 phân không? Ừ. Cái này không phải 7 phân không? Coi coi. Đúng rồi, tổng cộng là 978 lượng 3 tiền 8 phân. Ơi, phải, đúng rồi. Sao mà tính nhanh và chính xác quá vậy? Phải rồi. Chúc mừng Hà lão gia, quả thật ông đã lượm được báu vật. Lượm được báu vật ở đâu vậy? Tân nương tử này tuy miệng không thể nói chuyện, nhưng quan sát tỉ mỉ, tính toán rõ ràng. Hơn nữa Thùy Mị đoan trang, lại rất giỏi tính toán, thích hợp với nghề bán đấu giá đồ cổ của ông. Đúng là trời xe duyên. Hay là cho họ lên kia cầm sách. Dạ. Vậy cũng được. Còn đấu giá trở về, con nói chuyện nó không thể nói. Như vậy rất thoải mái. Nhưng bây giờ mai mối đâu mà cưới. Hôm nay quan khách đã đến dự, ta sẽ làm băng nhân hôn lễ cho các vị. Ơ được vậy còn gì bằng. Công tử mời thượng tọa. Được quan hôn. Quan nhân xin chúc mừng ông Mai Triệu, học trò của ông sắp được học thành công. Nhưng mà chẳng những được làm ông Mai, còn được đeo cái kết song hỷ này nữa, trở thành một phần tử của băng nhân chúng ta. Ồ, đa tạ Phương Tư Tá. Hồi sau này tiểu độ đến đây trình lên thư cầu hôn, hy vọng Phương Tư Tá giúp đỡ hết mình. Xin phép cáo tội lui. Phương Tư Tá, bức hôn thư của Dương Viên Ngoại giao đến quan nha 3 tháng nhưng chần chừ chưa phê duyệt, thật ra là nguyên do gì? Bức hôn thư của Dương Viên Ngoại 2 tháng trước Quynh đã phê duyệt rồi, còn giao cho Tư Hộ Tá đi tra xét nữa. Ôi trời, chắc là Quynh ấy là thất trách nữa rồi. Là Phương Tư Tá, để đừng có đổ thừa được rồi đổ thừa chứ. Trời ơi, 1 tháng trước Quynh đã giao cho Tư Pháp Tá rồi. Chắc thất trách nữa rồi. Ê, để cũng đừng có đổ thừa được thì đổ thừa nha. Quynh là một mai thám, dò la sự việc dĩ nhiên cần phải có thời gian. Quynh đã đến trấn Thanh Thủy điều tra rồi. Phía đàn gái, quả thật là thương gia thật thà, lý lịch trong sạch, mọi chuyện đúng sự thật, có thể đóng dấu lên hôn thư để làm chứng rồi. Trình Tư Tá, nếu đã đến trấn Thanh Thủy, Quynh có ăn bánh lột da nổi tiếng nhất nơi đó không? Bánh lột da?
Có, nhưng ngon và mỏng, mùi vị rất là ngon. Trấn Thanh Thủy nổi tiếng nhất chính là kẹo hoa quế chứ không phải là bánh lột da. Thực chất Quynh không có tới đó. Quynh thề là thật sự có đến Trấn Thanh Thủy, nhưng mà nó đó quanh quanh quẹo quẹo. Vậy là không có đi chứ gì. Quynh thân là mai thám phải đến tận nơi điều tra, không nên lơ là thất trách như vậy. Còn Quynh ở đó tàu tư tá, hứa đại cho xong để thấy Quynh đó không có nghiêm túc điều tra tài liệu mà họ cung cấp. Quynh còn quá đáng hơn, chỉ làm có một bản hôn thư mà kéo dài cả tháng. Hèn chi người ta nói quan mai chúng ta làm việc chậm. Bây giờ Tư Mai nổi tiếng khắp nơi, chính bởi vì quan mai chúng ta có quá nhiều khe hở. Các Quynh phải biết nam nữ phối hôn liên quan đến hạnh phúc cả đời. Lỡ như phán sai chuyện gì chỉ là một sơ sót nhỏ, chẳng những ba Quynh bị phạt, mà đệ là người đứng đầu trong quan mai, trách nhiệm càng lớn hơn. Tuy ba Quynh là tỷ phu của đệ, nhưng đệ cũng không thể bao che được. Lệnh hầu công tử, Trần Tổng quản Lâm phủ cầu kiến. Linh hồ đại nhân, đây là thiệp của lão gia nhà tôi, xin linh hồ đại nhân coi lại. Chuẩn bị đốt đèn. Đốt đèn. Quan mai đốt đèn kìa. Ý, bốn cái đèn kìa là chuyện hệ trọng, để con đi thông báo với các người mai mối. Cha, sáu cái đèn. Lần trước Quỳnh Hàng Lâm chiêu thân dùng ngàn lượng vàng rồng cũng chỉ đốt có bốn cái lồng đèn thôi à. Trời ơi, đốt tám đèn rồi kìa. Mười lồng đèn, chuyện này không phải tầm thường. Lẹ. Châu Tước Môn. Tại hạ được Lâm Xương Linh Lâm lão cha nhờ cậy, trịnh trọng tuyên bố với các vị mai mối, ổng sẽ trả một vạn lượng cho mai mối. Trả vạn lượng? Sao nhiều quá vậy? Ôi, nhiều quá. Lâm gia đời đời làm quan, đã có bốn tiến sĩ, ba tướng quân, hai thị lang, một thượng thư. Theo gia thế của họ, theo đường luật quy định, trong 3 năm chưa làm mai được 20 lần. Xin mời về cho. Ôi trời ơi, vậy tức là đuổi cùng những người mai mối hạng 3 như chúng ta rồi. Đến chức hạng 2 mới được làm mai đó. Không đủ bản lĩnh thì tránh ra đi. Cô, danh tiếng của Lâm gia hiện hết, trong 20 lần làm mai này, nhưng có lần không thành công cũng xin mời về. Vậy tức là người mai mối hạng nhất mới làm được. Trời ơi. Lần này Lâm lão gia bỏ ra một vạn lượng tiền mai mối, do đó đòi hỏi rất nghiêm khắc. Phạm những người làm mai nhận ít hơn 100 lượng cũng xin mời về cho. Hả? Vậy chẳng những là người mai hạng nhất mà còn phải là tinh anh trong tinh anh nữa. Ở vậy, đây chính là lúc thể hiện thân phận đó. Để tiện cho những người mai mối từ các nơi khác đến, giờ 28 tháng này Lâm lão gia đãi tiệc Lâm phủ, đích thân gặp những người làm mai. Mời. Kim Quỳ Phiến gì đó đã nói đi Lạc Dương lo chuyện hôn lễ vẫn chưa về. Coi ra không kịp về dự buổi tiệc này đâu. Một vạn lượng tiền mai mối của Lâm gia, có ra đâu còn ai đủ tư cách dành với Nguyên Thiên Bá này. Vậy thì chưa chắc. Xin Lâm lão gia chờ đợi chốc lát, Kim Quỳ Phiến sẽ đến ngay. Kim Quỳ Phiến đến. Đã đến đây rồi còn bày đặt phô trương thanh thế. Phải đó, còn bày đặt làm giá nữa. Nhân kéo. Ủa, Kim Quỳ Phiến biến thành đàn ông từ hồi nào vậy? Phải đó. Trời kìa. Ông Lai, cả gan dám mạo danh tiểu thư nhà tôi. Vô danh tiểu bối, tránh hoàng bên. Hôm nay Kim Quỳ Phiến này đến nơi đây chút xíu hòa mọn không đáng là bao. Lão gia thật đó, sao quay phong quá vậy? Lần này có Kim Quỳ Phiến này đến làm mai cho Lâm phủ, nhất định sẽ thành công mỹ mãn, mã đáo thành công. Nhưng mà để tránh lãng phí thời gian quý báu của các vị, những người nhận quà gặp mặt của tôi rồi, xin hãy trở về từ lúc đầu. Đúng là không có ai ra gì. Phải không? Phải vậy đúng là không ai ra gì. Kim Quỳ Phiến đến. Phiến này nổi tiếng gần xa, ai dám mạo danh của tôi vậy? Mạo danh cô à? Là sự thật rành rành đấy. Bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi chính là Kim Quỳ Phiến nổi tiếng khắp nơi, ai nấy đều biết, không ai địch nổi đệ nhất Giang Lăng Đặng Khoan. Wow, đệ nhất Kim Quỳ Phiến Giang Lăng à? Chưa từng nghe nói. Tại cô hiểu biết sơ thiện quá thôi.
Nhưng gì? Danh hiệu không phải là do mình tự phong. 19 tuổi Kim Nguyệt Phiến này đã ra làm mai rồi. Chỉ tính sơ sơ đã làm hơn 100 cuộc hôn nhân đó. Không có vụ nào là không thành. Tại người ta nể mặt nên mới phong cho tôi làm Kim Nguyệt Phiến thôi. À, giống như lần này đến Lạc Dương tổ chức hôn lễ vậy, tôi đã thành công làm mai tiểu thư nhà họ Kim cho con trai của Hàn Lâm Công. Wow, hai người họ quả thật là trai tài gái sắc đó. Nè, lần này dì tỏ lòng biết ơn tôi, cố tình làm cây Kim Nguyệt Phiến này tặng cho tôi, coi như là đa tạ làm mai, nắng lại chốc lát nên mới đến trễ thôi mà. Trời ơi, thật là mắc cỡ quá đi. Cô nói làm như là chắc chắn cô sẽ thắng vậy. Chứ gì nữa, đây gọi là danh đúng với thực. Không như người ta không biết gì hết. Không biết gì hết. Chỉ xét về đường luật sớ nghĩa, tôi vô cùng hiểu biết về nó đó. Đường luật sớ nghĩa chính là kim khoan ngọc luật của người làm ai chúng ta, dĩ nhiên là phải học thuộc lào rồi. Vậy có nghĩa là đối với các điều lệ trong đó cô hiểu biết rất rõ chứ gì? Điều này dĩ nhiên rồi, đồng ngược từ dưới lên còn được. Được. Quan gia bất hùng, Lưu Tiểu bất hùng, Đồng Tâm bất hùng, Đồng Tâm bất hùng, Đào Phụ bất hùng, Đào Ta bất hùng, Nhân Súc bất hùng. Nhân Súc bất hùng. Sao không biết hả? Để tôi nói cho cô biết. Điều thứ 18 chương thứ 12 trong điều lệ hộ hôn. Không biết gì hết hả? Về học thêm mấy năm đi quay lại đấu với tôi. Ha. Bộ có Nhân Súc bất hùng thật sao? Không cần tranh nữa. Trong chương thứ 12 thực chất chỉ có 14 điều. Hôm nay lão phu may mắn mời được những người làm mai các nơi đến đây, đúng là tinh anh hội tụ. Mời mọi người thưởng thức bánh xếp do chính tay tiểu nữ làm. Chà, ngon quá. Ngon quá. Thơm ngon dễ cắn. Ngon như vậy. Vừa ăn thử là biết có mùi vị đặc biệt rồi. À, nhưng mà thử nữa thì phát hiện ra cũng chỉ là vậy thôi, không có gì hết, thậm chí có chút hơi khó ăn. Cô ra cô Lâm chắc là người mới học làm rồi. Sai, mới học làm thì sợ biết mới học làm rồi. Đúng là mới học làm rồi. Còn những người khác có cao kiến gì? Nói tới cao kiến thì làm gì bằng cao kiến của lệnh hộ công tử chứ. Thật ra danh tiếng của Lâm gia hiển hách, lại là quan lớn quý nhân, theo lý chỉ nhờ quan mai là được rồi. Không thể nói vậy. Thật ra trong Tư Mai cũng có rất nhiều nhân tài. Lấy cô Kim Quỳ Phiến làm ví dụ đã danh trấn thiên hạ rồi. Cái tên Kim Quỳ Phiến của tôi không có dễ dàng mà có được. Tuyệt đối không phải là tổ tiên để lại thì được làm quan mai đâu. Nhưng cho dù cô là thế gia thì sao chứ? Bởi vì cô là phụ nữ. Lần này Lâm phủ kén rễ, bất kể quan mai hay là Tư Mai, có tài thì mọi người đều biết, mỗi người một sở trường. Không biết Liên cô nương đối với bánh xếp của Lâm tiểu thư có ý kiến gì không? Chỉ một chữ: kén. Nhưng mà không sao đâu, tôi từng làm mai cho một ngự trù nổi tiếng ở trong cung. Chỉ cần Kim Nguyệt Phiến này lên tiếng, chắc chắn ông sẽ rất nhiệt tình chỉ dạy cho Lâm tiểu thư nấu nướng. Đến lúc đó Lâm tiểu thư sẽ có thể trở thành một nàng dâu giàu được nhà bếp, ra được đại sảnh rồi. Tốt, không hổ là Kim Nguyệt Phiến. Quả thật là cao kiến. Nếu như nói đến cao kiến, tại sao lại không hỏi đệ nhất Kim Nguyệt Phiến, danh lăng nổi tiếng khắp nơi, ai nấy đều biết, không có ai địch nổi tên Đặng Khoan chứ. Ha, Kim Quỳ Phiến của Trường An quả thật có trí nhớ quá giỏi. Dám hỏi vị Kim Quỳ Phiến này có cao kiến gì không? À, tôi cũng không biết nữa, tôi chưa ăn thử. Nhưng mà nhìn sơ bánh xếp này, da thì dày, nhân thì cứng ngắc. Hình như có nhân thì chiên, có nhân thì lại không chiên. Tóm lại một câu, mùi vị màu sắc đều không có. Nhưng mà vậy, nếu Lâm gia đã nhờ tôi làm mai mối, tôi nhất định sẽ giúp các vị tìm rồng trong loài người. Còn là một người không giàu không quý đi làm rể, như vậy cần đại tiểu thư Lâm gia đích thân xuống bếp. Nói rất hay. Thật ra lần này lão phu chưa chọn rể mà chọn người làm mai trước. Ta cần chọn một người làm mai đáng tin cậy để làm mai cho con gái của ta. Lúc nãy những người nói láo khen ngợi tài nấu nướng của con gái ta xuất chúng, nhận phong lì xì, mời về. Trong Cẩm Nang có điều kiện kén rể của ta, các vị cứ việc đem về tham khảo. Còn có một phong lì xì gặp mặt, xin các vị nhận cho. Mượn của ông 80 lượng, bây giờ trả lại cả vốn lẫn lại 100 lượng. Có lời rồi phải không, Vinh gia? Ông cũng lời rồi phải không, Đặng gia? Không có 80 lượng của tôi, ông làm gì được sang trọng quý phái như vậy, còn được mọi người ngưỡng mộ nữa chứ. Ông có thấy tôi là một người giữ lời hứa hay không? Còn kêu tôi để một người lại. Trời ơi, xém chút tôi quên mất rồi. Hey, làm việc ông, lập tức dẫn người của ông về đi, coi như tôi sợ cô ấy rồi. Hey, đặt đi, là bầu đó, đặt là gì? Bầu đó. Đặt bầu hả? Bầu hả? Ừ, bầu, đặt đi. Khôi đi, khôi đi, khôi đi. Sao lại ta, khôi đây à? Khôi đi, khôi đi. Bầu kia. Khôi à. Khôi. Bầu kia, trời ơi, ăn bữa rồi. Ê, làm ơn dẫn nó về đi. Không được, có về cũng phải đặt luôn ván này mới về, em chờ nó đi. Nè, 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 nè. Mình ăn, ván này đặt cái gì? Đặt gì vậy? Đặt gì, đặt gì? Là đồng tiền kìa. Đồng tiền, đồng tiền. Rồi, đặt hết cho đồng tiền, đồng tiền đó. Đặt đi. Khôi. Trời ơi, là gì vậy? Trời ơi, bình an. Tôi lượm được đồng tiền nè. Lượm được đồng tiền hả?
Đã nói nhiều lần rồi, kêu con đừng có cờ bạc nữa, con thấy chưa? Chữ tham là chữ nghèo đó. Vậy sao cậu chơi? Cậu đâu có chơi. Tại mấy người đó khen cậu giỏi nên cậu nhìn thấy gì nói ra cho họ biết. Chặt tay chân của tụi nó ra, bây giờ coi như trả đủ tiền lời rồi. Vậy thì chặt đầu của hai chúng tôi luôn đi. Nhưng mà lúc đó một đồng ông cũng không thể lấy lại. Trời ơi, mày muốn giật phải không? Trời ơi, đừng, đừng. Tới tức cho ông thôi. Vinh gia lúc nãy tôi đã nhìn thấy rồi. Phải. Tôi chỉ đến Lâm gia đi một vòng đã được nhận cả trăm lượng bạc lì xì. Nếu tôi có thể làm mai thành công cuộc hôn nhân này, tiền mai mối được một vạn lượng nha. Tôi sợ đến lúc đó ông không có tiền thối lại cho tôi. Bộ chắc được sao? Tôi không được, ông mới chém tôi chưa muộn mà. Phải. Vinh gia, hay vậy đi, ông cho tôi mượn thêm trăm lượng bạc nữa, tôi thiếu ông chẳng 200 lượng, tôi trả lại cho ông liền. Cuộc hôn nhân là chắc chắn thành công, tôi nhận được mà. Trời, cũ chưa trả con lại mượn thêm nữa mới. Mượn thêm làm sao có vốn để mà tranh giành với họ chứ. Không cần lo lắng đâu. Đây gọi là số nhỏ không ra, số lớn không vào. Nếu ta không hỏi mượn Vinh gia cho vay một số tiền thì làm sao có thể vào cửa Lâm gia. Nè cậu suy nghĩ đi. Chỉ cần ta làm mai được cuộc hôn nhân này, sau này ta sẽ được hưởng đủ vinh hoa phú quý ở thành Trường An này. Quả rằng là hưởng mãi không hết luôn, hưởng dài dài. Thì ra Lâm gia muốn bắt rễ hả? Bắt rễ dễ dàng hơn. Trời ơi, Lâm gia đại phú đại quý, sau này ăn ngon mặc đẹp. Nhưng mà họ đòi phải thế gia vọng tộc, làm quan ba đời, diện mạo nhân phẩm đều phải có, còn phải văn võ song toàn nữa. Một người tốt như vậy biết đi đâu tìm? Cần gì phải tìm chứ, tạo ra có liền. Lại phải tạo ra. Cứ với ai vậy? Tổ tiên ở Tô Châu, ông nội chết vì bệnh, cha Đỗ Đạt đi đầu quân hy sinh. Tại sao chết hết vậy? Mọi người chết hết đâu có dễ dàng điều tra được là giả chứ. Tóm lại chết hết chỉ còn lại Đặng Trọng Dân. Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là Đặng Trọng Dân. Cậu? Liên phụ, ba người đều không đủ tư cách. Tôi sẽ không làm mai cho ba người đâu. Về nhà đi. Trời ơi, con gái à, không phải cha tham báu vật. Người này có không kiểu, người kia có không chọn, thì còn ai để chọn? Lão gia. Hả? Bên ngoài có một người dầm mưa giải nắng đứng chờ một ngày một đêm, nhất định đòi gặp ông đó. Chắc là những người muốn nhờ con làm mai, nên muốn nhờ cha nói dùm vài câu chứ gì. Con rùa ngọc ngàn năm lúc nãy cha còn không nhận, sao lại nhận miếng ngọc bé xíu? Nè, hãy đem ra ngoài trả cho IQ đi đi. Dạ. Trời ơi con gái à, có lúc con nói chuyện à, không cần phải tuyệt tình như vậy đâu. Cha, tuy con gái của cha có ba điều không làm, nhưng con cũng có ba điều nhất định phải làm. Cô đơn lẻ loi phải làm nè, tàn tật kiếm khuyết phải làm nè, tình bền hơn vàng phải làm. Lâm gia là một danh môn vọng tộc, biết đi đâu tìm cô đơn lẻ loi tàn tật khiếm khuyết tình bền hơn vàng? Bộ con tưởng dễ tìm lắm hả? Cha ham làm mai quá, hay là cha làm đi. Con thừa biết cha đã dùng thau vàng rửa tay rồi. Thì lấy cái thau vàng ra đập bể đi. Còn làm, cha hại con còn chưa đủ sao? Nếu không tại chuyện đó thì con đâu cần làm mai cho người ta. Trời ơi, còn nhắc nữa. Thôi đi, được rồi, không nói nữa. Thật ra con tức giận cha cũng hiểu, tại con không thể quên được chuyện năm xưa thôi phải không? Chứ còn nhắc nữa. Thôi không nhắc. Thôi con gái, đừng nói cha không nhắc nhở con. Ngày mai á, là vía Hồng Nương Tử, Lâm cô nương nhất định sẽ đến miếu Hồng Nương Tử thả dây tơ hồng, mượn cơ hội này chọn tấm chồng tốt. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn còn chưa chọn được người. Sao lại cung chứ? Bây giờ con ra ngoài tìm nè. Nhân phẩm của Diện Phương công tử nó cũng khá lắm, có thể nói là rồng trong loài người. Ta đã nói là không lấy miếng ngọc mà. Con gái, tuy nhận xét của con chính xác, nhưng mà Diện Phương công tử đó hả? Tại hạ chờ đợi đã lâu rồi. Nghe nói Liên gia nhìn xa trông rộng, đối với tất cả hộ tịch trong thành Trường An nắm rõ như lòng bàn tay. Tại hạ muốn nhờ Liên gia tìm kiếm một người. Cha ạ, không phải người ta đến nhờ làm mai mà đến nhờ tìm người thôi. Tầng Kinh Thương Hải, Nang Di Thủy, Từ Khước Du Sơn, Bất Thị Dân. Cổ là một cô gái còn trẻ. Chữ Tân chính là họ của cổ. Cậu thật là tài giỏi, cậu tìm đúng người rồi. Đừng nói Liên Dung này khoác lác, tôi đã thu thập hết hộ tịch thành Trường An trong vòng mấy dặm, tài liệu còn chi tiết hơn quan nha nữa. Ở vùng này họ Tân có 3 hộ. Xin được lắng nghe. 1 hộ là ở thành Đông, 2 hộ ở thành Tây. Thành Tây thì có tổng cộng 8 người con trai, 18 đứa cháu, chỉ có điều là không có con gái. Còn hộ ở thành Đông quả thật là có 1 đứa con gái. Chắc chắn là cổ rồi. Nhưng mà tuổi của người này đã gần 50 rồi, lấy chồng xa xứ, không giống với vị cô nương còn trẻ mà cậu tìm. Cơ hội mong manh.
hoa tuy hữu ý, lưu thủy tự vô tình. Câu rất hay. Nhưng dở song toàn. Xin vị công tử này dừng bước. Công tử ăn nói nhã nhặn, văn thơ bất phàm, nhất định xuất thân từ danh môn vọng tộc. Hơn nữa giữa công tài giỏi, chắc chắn xuất thân từ quan võ. Bây giờ lưu lạc giang hồ, chắc chắn là từ quan về quê, rồi đây mai đó. Công tử là người đau lòng về một bóng hồng. Lần này Kim Quỳ Phiến này đến Lạc Dương là làm mai cho Kim tiểu thư một gia đình đàng hoàng. Tôi nghĩ công tử có thể trút bỏ tâm sự. Thì đó là vậy. Vị cao mẫu xin đa tạ cô. Nếu muốn đa tạ tôi thì xin công tử ngày mai đến gặp tôi. Ê, lĩnh hộ công tử cũng đã đến rồi mà Kim Quỳ Phiến thì còn chưa đến. Đúng làm giá quá. Xưa nay Kim Quỳ Phiến kén chọn rất kỹ, có lẽ chọn không được người thích hợp cho nên mới đến trễ thôi. Vậy thì tốt quá. Những người khác đều không đáng kể. Có ra lần này kén rễ chỉ là sự tranh giành giữa lĩnh hộ công tử và Nguyên Thiên Bá này thôi. Chúng ta hãy tự lo liệu. Nơi đây quan vắng không có người. Không biết Liên cô nương hẹn tôi tới đây có chuyện gì? Là qua hữu ý. Công tử đã bôn ba vất vả đi tìm ý trung nhân của mình. Nhưng thật đáng tiếc lưu thủy vô tình. Huynh và ý trung nhân của huynh đến giờ vẫn chưa gặp lại. Tằng kinh thương hải, nan di thủy. Nếu huynh đã cố gắng hết mình, tại sao huynh không phó mặc cho ý trời chứ? Ý trời? Đúng vậy. Bên kia có một ngôi miếu Hồng Lương Tử, có một truyền thuyết về thiên lý ân duyên nhất tuyến khiên. Tương truyền có một đôi tình nhân vì thiên tai nên mỗi người một nẻo. Người con gái này lúc nào cũng nhớ nhung tình lang của cổ. Có một ngày cô gặp được một cô gái mặc áo đỏ ở trên đường, tự tôn là Hồng Nương Tử. Vì cổ dùng chỉ đỏ để thả diều, sau đó cắt sợi chỉ đỏ này để cho con diều bay theo gió. Kết quả vào ngày tình lang của cổ đổ đạn, lường được con diều rớt xuống ngay trước kiệu của mình và đã tìm được cô gái. Người có tình cuối cùng cũng nên duyên. Nên mỗi khi vào ngày giết Hồng Nương Tử, ở ngoài miếu Hồng Nương Tử đều có nghi thức thả diều, hy vọng thiên lý ân duyên nhất tướng khiên. Chỉ cần người nào có thể lường được con diều này sẽ được Hồng Nương Tử phò hộ, gặp lại ý trung nhân của mình. Nhìn kỹ chưa? Không phải cậu nhìn một lần là không quên sao? Mau vẽ y lại cho con đi. Hey, con diều bay qua bên kia rồi. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Đuổi theo đây, đuổi. Chúng ta cũng đuổi theo. Đã đến lúc trông cậy vào ý trời rồi. Sao nhiều người quá vậy? Những người này đều muốn thiên lý ân duyên nhất tướng khiên đó. Đi theo coi đi. Tốt, cậu tiếp tục vẽ. Tới phiên con ra tay. Cậu đi đuổi theo con diều. Đi, có rồi. Cậu dùng mũi tên bắn nó rớt xuống. Trúng. Đốt cháy mày luôn. Thành công mỹ mãn. Còn cậu cầm con diều lúc nãy vừa vẽ xong giao cho Lâm tiểu thư. Đặng công tử đã lượm được con diều của tiểu nữ, chứng tỏ là họ có duyên. Ta sẽ gả tiểu nữ cho đặng công tử. Còn nữa, ly xì mai mối 1 vạn lượng. Nghĩ tôi đã vui mừng làm theo kế hoạch. Con diều bay qua bên kia kìa, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo đi, đuổi theo, đuổi theo, đi kia kìa, con diều dính trên cành cây kìa, leo lên, leo lên, lượm, leo lên, lượm, leo lên, lượm, leo lên đi, leo lên, leo lên, leo lên, trời ơi, đi, ra rồi lên, leo lên, đi, đem thang cho y leo lên đi, dạ, leo lên, dạ, để họ lấy con diều thì nguy to đó. Lẹ lên đi, lẹ lên, mau lên. Lội xuống đi, lội xuống đi. Chúng ta cần leo lên đi. Nè, chúng ta là quan mai, làm sao có thể giống như họ vậy, không biết tự trọng sao? Tôi không biết là quan mai hay không, làm mai vì phong lì xì của tôi thôi mà. Mấy người đó, mau về con diều đây về cho tôi đi. Phong lì xì mai mối tôi trả gấp đôi cho. Hàng công tử, tôi thấy huynh khiêm tốn lịch sự, thì ra nhân phẩm lại kém như vậy. Con diều do giành giật mới có được, thật chất là làm trái với ý nghĩa ân duyên cho trời xe. Huynh hãy mời cao minh khác đi. Lại xuống, lại xuống, lại xuống. Ôi da. Đừng có hòng lấy chứ. Xong công tử chụp cây.
không thể chịu nổi cái Tư Mai. Các người không ai được giành hết. Trời ơi, Linh Hồn công tử, cuối cùng lấy được con diều giùm tôi rồi hả? Vất vả quá. Là vì công tử này tài nghệ giỏi hơn tôi nên mới lấy được con diều. Bây giờ tôi phải trả lại cho chủ của nó. Dạ huynh, Linh Hồn Hỷ quá đáng quá. Thì đã cấu kết với Kim Quỳ Phiến, ta không cần ngươi làm mai cho ta nữa. Linh Hồn công tử xưa nay kén chọn rất kỹ càng, sao lại cấu kết với Tư Mai chúng tôi chứ, phải không? Cao Phỉ cũng là huynh tài nghệ cao hơn một bậc nên mới giành được con diều này thôi. Tôi chúc mừng huynh nha, cuối cùng huynh đã có thể gặp lại ý trung nhân của huynh rồi. Mất rồi tìm lại, chẳng lẽ là ý trời thật sao? Ôi trời, đằng kia đừng có nắp nhiều nhiều kìa. Xem ra bỏ rỡ y rồi, đuổi theo. Đuổi tao, đuổi tao. Trời ơi, có nhiều nhiều quá đi. Trời ơi, quả thật có rất nhiều quá. Lấy đi. Của tôi mà. Sầm công tử, này giao con diều cho Lâm Tiểu Thư, tức là người có duyên. Huynh chạy trước đi, tôi cản họ lại. Cản lại đi. Giúp huynh. Tụi huynh, huynh làm mai cho tôi. Trời ơi, huynh mới là người có duyên thật sự mà. Mau chạy theo coi đi, lẹ lên. Ê, cậu làm gì đây vậy? Thì cậu thấy họ giành sống giành chết cho nên mới vẽ thêm vài con diều để họ khỏi giành giật. Nào ngờ lúc nãy có một cơn gió thổi tới cái làm cho vừa. Toàn bộ kế hoạch của cậu bị cậu làm hỏng hết rồi. Hả? Mau thì họ coi đi. Lên công tử, có sao vậy? Có sao vậy? Hà công tử, không sao hả? Tôi giúp cậu leo lên nha. Leo lên. Leo đi, mau lên. Leo lên. Lẹ tay lẹ chân, leo con diều lên trên. Giao tận tay cho Lâm Tiểu Thư, lẹ lên đi. Nhanh lên đi. Được, cậu không được đâu. Không được, không phải được. Leo lên. Này, đánh đây, đánh đây. Leo xuống, cậu leo lên đi. Cậu không được đâu mà. Lẹ đi. Cậu không được. Lên lẹ. Không được, ây da. Ơi. Cố lên. Thì ra người thả sợi chỉ đỏ là Lâm Tiểu Thư đó. Các hạ gian thao võ lược, danh môn vọng tộc, sánh dương với tiểu thư nhà họ Lâm quả thật là tuyệt phối. Chỉ cần huynh chân mạng thiên tử xuất hiện, bọn người xấu xa này phải đứng qua một bên thôi. Ý trung nhân của tôi thực chất không phải là Lâm Tiểu Thư đâu. Tôi cần gì đánh chấp với họ chứ? Lôi xuống đi. Công tử. Tiến tử tam xuyên qua thần bộ Cao Phi. Trời ơi, có phải con vậy? Trời ơi, y như miếng sắt vậy à? Thì ra đeo mặt nạ vào. Thì ra Lâm Tiểu Thư đeo mặt nạ sắt vào. Hèn gì lại trả một vạn lượng tiền mai mối. Tôi nghĩ có điều kỳ lạ rồi, đúng không? Đúng rồi đó, nó như đem giọng phòng qua chút. Vừa dán mạng che mặt ra mới biết thật sự cổ là thiết diện cô nương. Mọi người nói có phải sợ đến chết khiếp không? Vậy thì không cần phải chết. Nè, nghe nói trước đây có người từng gặp vị tiểu thư nhà họ Lâm này, nói cổ xinh đẹp như là hoa vậy đó. Có, cũng là chuyện trước đây. Theo ý tôi nói, không biết cổ đã xảy ra chuyện gì, diễn mạo bị quỷ hoại, vừa đó mới dùng mặt nạ sắt để che cái mặt xấu xí của mình. Thôi, xem ra tốt nhất mấy người nên rút lui đi. Ôi, ông Mai Tôn cố ý làm sao động lòng người. Theo ý của tôi, phần nhiều Lâm Tiểu Thư cố tình làm vậy, dùng mặt sắt để mà thử chân tình. Mở mặt nạ ra thực chất không có chuyện gì hết. Theo ý của tôi, có thể liền một chuyến Lâm gia ra tay động rã như vậy, chỉ tìm mai mối thôi đã là một vạn lượng. Nếu không thích thì tìm thêm người vợ xinh đẹp ở ngoài về, cái gì cũng có thể bù đắp. Ôi, chúng tôi thì cố gắng đến cùng. Mấy người muốn rút lui thì mau chóng đi. Rút lui đi. Lúc nãy Quỳnh Dung cảm cứu Lâm Tiểu Thư, bây giờ Quỳnh lại đến đà tạ Hồng Nương Tử. Chẳng lẽ Quỳnh đã hiểu rõ đạo lý nên duyên là do trời định sẵn? Ngay cái việc Lâm Tiểu Thư che mặt sắc, Quỳnh cũng không ngại. Lâm Tiểu Thư có đeo mặt nạ hay không, thực chất không liên quan đến tôi. Cao Mổ chỉ thành tâm khấn vái với Hồng Nương Tử, hy vọng
người có thể giúp tôi sớm ngày tìm được ý trung nhân của tôi. Cao công tử à, huynh là đệ nhất thần bộ, kiến thức rộng rãi, tại sao lại cố chấp quá vậy? Đằng kinh thương hải, nan di thủy, từ khước du sơn, bất thị dân. Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên đã định sẵn vận mệnh của tôi. Còn nhớ ngày hôm đó, mùng 7 tháng 7, tôi đang đuổi bắt một tên đại đạo gian dương, nhưng mà bất ngờ bị kẻ gian hãm hại, si cả tử bất khả nhục. Cứ việc giết đi, giết chết ngươi, ta bắt ngươi chịu nhục sẽ thích hơn. Ta sẽ cạo chân mày của ngươi. Quân đội to gan, dừng tay. Dám hỏi câu danh quý tánh của nữ hiệp. Gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ thôi. Kính mong nữ hiệp để lại danh tánh. Song một nhất tâm tri, hữu duyên khả tinh kiến. Nữ hiệp, nữ hiệp. Cố để lại cho Cao mẫu, ngoài trừ miếng ngọc bội này, chỉ là một hồi ức vô bờ bến. Thì ra năm xưa bỗng nhiên huynh từ chối của khuôn nhân của Kim gia, từ quan cao bay xa chạy, là vì tìm kiếm tung tích của cô gái họ Thân này. Vậy hôm đó cô hỏi tôi ba vấn đề, là muốn khẳng định thân phận của tôi. Đúng vậy. Việc cao phỉ thần bộ Lạc Dương vì một cô gái đi khắp chân trời góc biển đã được truyền lan khắp nơi, đồng thời cao công tử văn thao võ lược lại tình sâu nghĩa nặng, e rằng trên đời này không còn người thứ hai. Tầng kinh thương hải, nàng di thủy. Được 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 rồi, từ cứ chu sơn bất thị dân chứ gì. Tôi hiểu mà, cái nguyện phiến này cũng không dám miễn cưỡng huynh. Nè, chờ sau khi tôi làm xong cuộc hôn nhân của Lâm gia, tôi sẽ giúp huynh tìm kiếm ý trung nhân của huynh, kết hợp lương duyên cho hai người, có chịu không? Cao mổ xin đa tạ. Thần kinh thương hải năng di thủy, từ khước du sơn bất thị dân. Như công tử này, tôi nhìn thấy cậu châu bài châu mặt, chắc chắn là đang nghĩ chuyện rất xa vời, nhớ người trong mộng phải không? Tôi thấy tôi và cậu có duyên, tôi sẽ đoán một chữ cho cậu. Mời. Đó là chữ Tân. Nè, gặp lại người này sẽ thành thân. Chúc mừng cậu nghe công tử, chỉ cần cậu gặp lại người trong mộng của cậu thì cậu lập tức thành thân. Thật sao? Nhưng mà tôi không biết bây giờ cô đang ở đâu. Muốn biết hiện giờ người trong mộng của cậu đang ở đâu rất là đơn giản. Chỉ cần cậu trả lời tôi ba câu. Mùng 7 tháng 7 năm ngoái cậu ở đâu, gặp những ai và làm việc gì? Mùng 7 tháng 7 năm ngoái tôi đang ở thành Lạc Dương, đang trong lúc bị sỉ nhục, được một nữ hiệp cứu. Vì nữ hiệp đó chính là ý trung nhân mà tôi muốn tìm. Vậy thì không có sai rồi. Người công tử muốn tìm chắc chắn là Thúy Trinh tiểu thư nhà họ Lâm. Lâm tiểu thư? Sao kỳ vậy? Thật ra tất cả quyền cơ đều nằm trong một chữ Thân này. Cậu nhìn nè, Lập Mộc Khả Thành Lâm. Người cậu muốn gặp không phải Lâm Thúy Trinh tiểu thư sao? Lâm tiểu thư? Tại sao trên cặp bội lại cắt chữ Tân vậy? Nếu nói về chữ Tân, thực ra cách ngôn trị gia của nhà họ Lâm là Tân Nhi Bất Quán, Phú Nhi Bất Kiệu. Nhưng mà thật ra tôi không phải thầy bói toán thần thông dự đoán gì đâu. Chẳng qua nhà họ Lâm nhờ tôi làm mai thôi. Tên của tôi là Đặng Khoan. Nhau ngày thả sợi chỉ đỏ, Lâm tiểu thư đã nhận ra huynh chính là người có duyên rồi. Nè, song mộc nhất tâm tri, hữu duyên khả tương kiến. Song mộc chính là chữ Lâm đó. Cô còn muốn nói với huynh một tiếng hữu duyên khả tương kiến. Thiên lý ân duyên nhất tuyến khiên. Thì ra ngày ấy tôi lùm được con diều của Lâm tiểu thư là có hàm ý này. Thần bộ cao phỉ, huynh ngàn dặm xa xôi đến đây tìm ý trung nhân của huynh, quả thật làm người ta cảm động. Được, để Đặng Khoan này giúp huynh xem mối lương duyên này kết hợp với lương duyên tuyệt đẹp của hai người. Vậy xin làm phiền. Các vị, có rượu thì tự nhiên uống, có thức ăn cứ tự nhiên ăn. Cứ coi như là ăn mừng tôi làm mai cho thần bộ cao phỉ. Chúc chúng tôi chiến thắng mã đáo thành công. Ê, Lệnh Hồ Huynh, không kịp nghênh đón. Ê, mời. Thực ra lần này mời Lệnh Hồ Huynh đến đây là muốn huynh làm chứng giùm tôi.
Vì Ca Phỉ đã nhờ cậy tôi làm mai mối đến cầu hôn Lâm Gia, tôi lại sợ những người khác cướp Cao Phỉ nữa, cho nên là... Đây là chuyện giữa Quynh và Cao công tử, không liên quan đến tôi. Nào, Quynh đâu có thể nói như vậy chứ, bây giờ có rất nhiều người dùng những thủ đoạn như bẩn mà. Ê, có một người tới rồi kìa. Ê nè, bà già. Trời ơi, Quynh đến thật sao, thật là nể mặt quá. Tôi còn tưởng là chuyện gì mà quay dữ vậy, thì ra nhờ là mai thôi mà. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu đã đánh trống reo hò. Cách gì mai mối, hành vi này quả thật là cách khoe khoang đó. Không phải khoe khoang, mà là hữu xã tự nhiên hương. Người tôi thông minh tài giỏi còn biết làm gì hơn bây giờ. Có câu khách không mời là kẻ vô dụng à. Tôi không có nói Quynh. Tự nhiên ngồi xuống ăn chút gì đi, đừng khách sáo mà. Ngoài Cao Quynh, không gặp nhiều ngày, hình như trước sau là hai người khác hẳn. Hơn nữa sắc mặt tươi tắn hơn. Thì ra ý trung nhân của tôi chính là Lâm Tiểu Thư. Thân vô thể phụng song phi dịch, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Ngày đó nhờ có lệnh hồ đệ tặng tôi con diều, hôm nay tôi mới được gặp lại Lâm Tiểu Thư. Cao mổ quả thật vô vàn cảm kích. Vậy chúc mừng Cao Huynh hoàn thành tâm nguyện. Đa tạ. Cao Huynh tài ba hơn người, có thể nói là rồng trong loài người, nhất định sẽ được trúng tuyển. Hèn gì ông Mai Đặng vui mừng đến nỗi quá đáng. Bây giờ tôi và Cao Phỉ hai người song kiếm hợp ích thiên hạ vô địch, e rằng một vạn lượng tiền làm mai của Lâm gia tôi bỏ vào túi là cái chắc rồi. Chà. À, ngay cả Kim Quỳ Phiến cũng đã ủng hộ tôi. Đặng Khoan này thật là có sĩ diện quá chứ. Huynh có sĩ diện hả? Tôi nói Huynh vô sĩ thì có. Gì? Nhưng hôm nay có đông đủ mọi người, xin mọi người nói câu công bằng giùm Kim Quỳ Phiến này đi. Nói gì? Vì công tử này là tôi gặp trước mà. Chính tôi dẫn Huynh ấy đến miếu Hồn Nương Tử dạy Huynh ấy lượm diều thì có thể gặp mặt Lâm Tiểu Thư. Theo quy tắc có phải là do tôi làm mai cho Cao công tử mới đúng không các vị? Đúng cái gì chứ? Người trong mộng của Cao công tử là do tôi giúp Huynh ấy tìm lại được. Huynh ấy nhờ tôi làm mai là đương nhiên rồi, có đúng không? Đúng rồi, cũng phải luôn rồi. Tôi không biết Huynh nói gì. Chính Cao công tử nhờ tôi làm mai tại miếu Hồn Nương Tử đó. Lệnh hồ công tử qua đây đi. Huynh là quan mai phải không? Huynh biết tất cả quy tắc của người làm mai, Huynh nói đi, nói một câu công bằng đi. Cô hỏi lệnh hồ công tử đi, Huynh ấy mới là nhân chứng cho tôi. Cao Phỉ đã nhờ tôi làm mai mối. Nè, lệnh hồ công tử, xin Huynh hãy nói cho cô gà máy đi này biết, bây giờ người ta nhờ tôi làm mai chứ không phải nhờ cổ. Anh nói ai là con gà máy đi? Tôi nói cô. Nói lại lần nữa coi. Cô. Đừng cãi nữa, đôi bên có thể thương lượng mà. Tôi cũng thành thương lượng với cô. Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Cao mổ không dám làm phiền hai vị. Cao mổ quyết định nhờ lệnh hồ công tử làm mai giùm tôi. À.一对情侣，一生作伴侣，有恩先会合衬，拜落两分，有分能也两分分，美梦变真，两个人变一家亲，是同命了，像连理算，两个心互相牵引，一个是好求君子，一个是精彩女人。